Kem trị nám Melasma có tốt không là điều mà nhiều chị em khác cũng đang quan tâm giống như bạn vậy. Da mặt bị nám khiến cho bạn buồn và nhiều khi cũng mất ăn mất ngủ với nó. Phụ nữ đẹp mới được xã hội tôn trọng, chồng cũng yêu thương nhiều hơn khi vợ xinh đẹp, không nhòm ngó hay ngoại tình với những người đàn bà khác. Nhiều khi dùng đủ loại kem mà vẫn không cải thiện nên bạn có nghi ngờ kem Melasma có tốt hay không cũng là điều dễ hiểu. Trong video này mình sẽ chỉ ra những điều mà để bạn quyết định có nên mua kem trị nám này hay không nhé. Bên mình là shop bán hàng, có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem trị nám Melasma là dòng kem trị nám hiện đang được rất nhiều chị em mua nhiều. Nếu kem trị nám này không hiệu quả thì không ai quan tâm, chứ đằng này có rất nhiều người mua và khen sản phẩm này trị nám hiệu quả. Nên có thể nói là kem trị nám Melasma này rất hiệu quả trong việc điều trị nám và tàn nhang. Nếu không tin thì bạn có thể kiểm tra bằng cách lên mấy nhóm làm đẹp và hỏi về kem trị nám Melasma, kiểu gì cũng có nhiều người khác vào chia sẻ thông tin cho bạn biết là nó trị nám tốt không và nên dùng hay không. Về hiệu quả, kem trị nám Melasma giúp trị nám nhẹ trong vòng khoảng 2 tuần thôi là bạn đã thấy được hiệu quả. Còn nám nặng hơn và tàn nhang thì lâu hơn một chút. Nếu mua đúng hàng chính hãng, thì bạn yên tâm về chất lượng an toàn và khả năng trị hết nám của kem này. Bên shop mình chuyên bán kem trị nám Melasma nhiều năm nay, khách hàng sử dụng sản phẩm này rất hài lòng và khách mua lại nhiều lần, rồi lại còn mua giúp hoặc giới thiệu cho nhiều người khác nữa, nên có thể khẳng định là kem trị nám Melasma rất tốt. Đặc biệt là những khách hàng xỉ từ spa, họ nhập hàng liên tục, biết đâu bạn đi spa thì người ta lại đang điều trị nám cho bạn bằng kem này. Bạn có thể tìm thấy thông tin kem trị nám Melasma trên khắp các diễn đàn làm đẹp. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm đó là những đánh giá chân thật từ những người đã dùng, nên bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kem trị nám Melasma này. Bạn chỉ cần mua đúng hàng chính hãng là được, vì kem này giờ hàng giả nhiều lắm. Kem trị nám Melasma hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn bên shop mình cũng có bán kem trị nám Berry Plus hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.